Xin chào cô chú và anh chị. Hiện tại thì em đang có mặt tại ấp Nghĩa Chí, xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Thì trên con đường này em có một mảnh đất rất là rộng luôn, muốn giới thiệu đến anh chị mình ngày hôm nay nha. Cái hướng thẳng nè anh chị, cái hướng này là mình ra đường huyện lộ 04, là tầm khoảng 300 m anh chị, không tới 300 m nữa là mình ra được đường huyện lộ 04 nè. Nó sẽ có trường, chợ nè, ủy ban nè, này kia, trường học mầm non này kia đầy đủ rồi đó ha anh chị. Mình sẽ đi hướng bên này ha. Đường này xe hơi đi được nha anh chị. Còn mình chạy thẳng ra, mình rẽ trái, mình sẽ đi qua bến đò, bến chùa nè anh chị, bến phà bến chùa đó anh chị ha. Còn mình rẽ phải thì mình sẽ xuống khu chợ Dòng Tân nè, trường học nè, rồi xuống xã Phước Trung, thông ra Tân Hòa, thông ra thành phố Gò Công này kia, mình sẽ hướng rẽ phải ra ha anh chị. Đó. Em có một mảnh đất muốn giới thiệu đến chị mình ngày hôm nay là mảnh này nè anh chị. Đó. Đất của mình thì nằm hai mặt tiền đường nha anh chị. Mặt tiền ngoài trước này là 13,5 m anh chị. Phía sau hơi tấp hậu là còn 9,4 m anh chị. Chiều dài theo con đường bên đây là 35 m ha. Em sẽ đi qua đây em quay cho anh chị mình xem nha. Chiều dài mé bên đây là 35 m. Đất của mình thì cột mốc ranh giới có rõ ràng anh chị. Sổ hồng hai quyển cũng có sẵn rồi. Một quyển là tổng diện tích đất, một quyển là thổ cư anh chị. Tí xíu em sẽ úp cuốn sổ lên cho anh chị mình xem luôn ha. Rồi cái hướng này cũng thông nè anh chị, thông qua nhà dân này kia ha. Hướng này cũng thông luôn, hai hướng đều là đường xe hơi vào tới đất được ha anh chị. Xe hơi 7 chỗ vào được anh chị. Bây giờ em sẽ đi qua bên đây quay cho anh chị xem rõ ràng hơn ha. Phía bên hông đất của mình thì có một cái miễu anh chị. Anh chị nào mình không sợ miễu thì mình có thể mua mảnh này làm nhà vườn ha. Mình có thể quay qua hướng nào cũng được hết. Cái hướng thông qua mặt miễu này là hướng đông nam anh chị. Còn hướng đường mấy bên kia là hướng tây nam. Anh chị mình hợp hướng nào xây cũng được hết ha. Khu vực này thì nhà dân đông lắm nè anh chị. Kế bên là có mảnh vườn đang trồng bắp nè, đã quá chừng luôn ha. Mặt tiền dọc theo con đường này là 35 m anh chị. Đất của mình á, thì tổng diện tích là 425 m², có 100 thổ cư. Sổ hồng có sẵn luôn anh chị. Ở bên đây cũng có nhà người dân người ta trồng vườn nè. Có một cây nhãn quá trời trái nè, em dơm cho anh chị xem ha. Ôi, quá trời trái luôn anh chị. Đó. Có một con sông anh ta làm vườn ha. Đó, cột mốc của mình thì tới đây nè anh chị. Đất thì phần sau hơi tấp hậu là 9,4 m, phần đầu là 13,5 m anh chị. Dọc theo con đường bên hông này là 35 ha. 35 m dọc theo con đường bên hông bên đây. Đó, mình có thể xây đất về hướng bên kia đó anh chị, hướng đường ngoài trước nè là hướng tây nam đó anh chị. Đường này thì xe cộ chạy tấp nập lắm chị, người ta đi chợ, ra trường chợ rồi này kia ta đi hướng bên đó ha. Bên đây là cái miễu anh chị. Mình không ngại thì mình có thể mua mảnh này về làm nhà vườn anh chị. Em thấy cũng thoáng mát quá chừng luôn nè. Đất của mình trên đất thì nó sạch sẽ, có kế bên nó hơi có khuyết điểm tí xíu ha anh chị. Thì phía xa xa anh chị thấy không, cũng có mã nhưng mà nằm xa đất của mình lắm anh chị. Đối diện đất của mình đó là một mảnh vườn người ta trồng cỏ anh chị. Sát bên là cái ruộng. Nói chung là đất sạch sẽ lắm anh chị. 425 m² này thì thuận tiện cho anh chị xây nhà vườn nghỉ dưỡng nè, mình đào ao nuôi cá nè, trồng thêm cây ăn trái lên đây cũng rất ok ha anh chị. Xa xa thì có mã nè anh chị thấy không, nhưng mà nằm xa đất mình lắm ha. Đối diện đất ở bên đây thì người ta trồng cỏi, trồng chuối, trồng cây su đũa này kia đó anh chị, chắc người ta nuôi chăn nuôi ha. Kế bên thì có mảnh ruộng nè, bề ngang theo con đường này là 13,5 m nha anh chị. Khoảng tầm tới có cột mốc rõ ràng hết rồi ha. Bên đây là cánh đồng ruộng nè anh chị. Đẹp quá ha. Xa xa thì người ta trồng dừa nè. Đường này thì xe hơi vào tới chỗ nha anh chị. Từ đây mà anh chị về thành phố Gò Công là tầm khoảng 8-9 cây đó anh chị. Từ thành phố Hồ Chí Minh anh chị xuống đây là khoảng 1 giờ rưỡi đi xe ha. Khoảng 1 giờ đến 1 giờ rưỡi đi xe. Từ chợ gạo mà anh chị xuống đây là tầm khoảng 25 cây. Mỹ Tho xuống đây là tầm khoảng 30 đến 35 cây nha anh chị. Thì em xin nhắc lại là đất của mình nằm ở ấp Nghĩa Chí, xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Có chiều ngang mặt trước là 13,5 m, phía sau là 9,4 m, có 100 m đất ở nông thôn. Tổng diện tích là 425 m², chủ kêu giá bán là 460 triệu còn thương lượng nha anh chị.
chủ còn bất lộc chút chút đỉnh cho mình, với lại bao giấy tờ sổ sách cho mình hả anh chị. Hiện tại đất mình thì có hai quyển sổ, em sẽ up hình sổ lên cho anh chị xem thử nha. Và đây là hình sổ của mình ha anh chị, ở ấp Nghĩa Chí, xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang nè. Hiện tại mình có hai sổ ha anh chị. Rồi thì đất của mình thì sổ hồng pháp lý rõ ràng ha anh chị. Bên hướng bên này là hướng đông nam, còn hướng ngược lại là bên hướng là tây nam nha anh chị. Đất của mình hai mặt tiền đường ha, anh chị mình quay hướng nào cũng được hết nha anh chị. Cái hướng này là mình cũng thông ra đường huyện lộ 04, thông ra trường chợ, ủy ban này kia luôn ha. Mình sẽ chạy hướng bên này nha anh chị. Thì hôm nay em quay đến đây em cũng xin kết thúc video tại đây nha. Đất của mình cột mốc ranh giới có rõ ràng rồi, anh chị quan tâm thì cứ liên hệ số điện thoại của em trên màn hình nha. Em sẽ gửi sổ thông tin cũng như định vị cho anh chị mình xuống tới đây trực tiếp gặp chủ để thương lượng giá nha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại cô chú và anh chị những video tiếp theo nha.